Quý cô bác, anh chị kính mến, rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được lộc bề trên, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, tiền bạc ùa về, làm ăn đắc thắng, trăm tỷ cầm tay, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Dẻo mềm bí ẩn lại khôn ngoan, tuổi Tỵ tự tin mệnh vững vàng, kiên nhẫn đợi chờ ưa kín đáo, đa nghi thận trọng thích bình an, âm thầm đề bụng hay suy ngẫm, hài hước giấu lòng thường cực đoan, may mắn thanh thông tài chính vững, mùa sinh thay đổi cảnh thanh nhàn, tuổi Tỵ giữa năm quá tuyệt vời, tiền vô dễ dãi cứ như chơi, công danh tiền bạc mênh mông đến, tuổi vàng hốt bạc hái lộc trời. Tử vi tháng 5, 6-7 âm lịch, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đang cơn bí cực, bất ngờ được thần Phật cho lộc, vận may ùn ùn kéo đến, giàu sang vô đối, tiền vàng ngập lối, tiêu ba đời không hết. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị tháng mới có nhiều may mắn, tài lộc và hanh thông. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống và công việc, ai cũng muốn mình thành công. Tuy nhiên, con đường đi đến thành công của mỗi người đâu hề giống nhau. Sẽ có người gặp được con đường bằng phẳng, nhưng cũng sẽ có người phải đi con đường gập ghềnh, chông gai, rào cản mà vẫn mãi không thành công. Tuy nhiên, cổ nhân có câu, sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thốn, nghĩa là trong cơn khốn đốn, núi cùng nước tận không còn đường lui, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng, và cuộc sống của Ất Tỵ từ nay trở đi sẽ như hai câu nói trên. Thầy Tử Vi còn chỉ thêm, trong 3 tháng giữa năm 2024 này, để có thể đạt được thành công như mong muốn, bản mệnh tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 hãy chú ý 3 điều sau và nắm được vận trình của mình, thì chắc chắn sẽ đổi vận nhanh chóng, giàu như vũ bão trong năm 2024. Vậy, để biết được vận trình tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong 3 tháng giữa năm 2024 sẽ ra sao, có những cơn may nào và cần chú ý điều gì để con giáp này có cơ hội đổi đời giàu có, sống cuộc đời hưng vượng vốn có của mình, thì ngay sau đây mời tín chủ hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm lời luận giải chi tiết cho lá số tử vi của chính mình nhé. Kính thưa quý vị, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có thiên mệnh phú đăng hòa, phú có nghĩa là vinh hoa, phú quý, phồn vinh, đăng được ví như các ngọn đèn được thắp sáng với bao khát khao và hy vọng lên, còn hỏa đã không xa lạ với mọi người, lửa từ trong người họ bốc cháy nhiệt huyết, người mệnh phú đăng hòa tức là ngọn đèn trong đêm, là người có ý chí, quyết tâm hết mình với những gì mình muốn, luôn khao khát những hy vọng, ước mơ to lớn và không chấp nhận sự ràng buộc, chèn ép của người khác. Chính nhờ vậy, càng về sau, họ càng chứng tỏ được năng lực của mình và đạt được thành công tốt đẹp, khiến nhiều người kính nể. Trời sinh Ất Tỵ 1965 vốn là người có khí chất, đoan trang, nho nhã, có thể theo nghiệp văn, cũng có thể theo nghiệp võ, có điều họ hay quản chuyện của người khác, hay lo chuyện bao đồng, coi đó là việc của mình mà lo lắng, nên đôi khi rước phiền phức về mình. Đặc biệt, Ất Tỵ là người thông minh và kiên nhẫn, biết quan sát và chờ đợi thời cơ tốt để bứt phá về phía trước. Trong mối quan hệ với mọi người, tuổi Ất Tỵ ưa thích chiếm hữu và yêu cầu người khác rất cao. Trong các mối quan hệ, nhiều khi vì sự hoài nghi, cảnh giác của mình mà Ất Tỵ dễ làm người khác phật lòng. Nhưng anh chị cũng rất thẳng thắn đưa ra ý kiến của mình, chứ không có ý che giấu. Nhìn chung, công việc tuổi Ất Tỵ có sự thành công, không phải quá lo lắng về tiền bạc. Ất Tỵ nam mệnh vốn rất độc lập và khá tự tin, còn Ất Tỵ nữ lại vô cùng khéo léo và cực kỳ nhạy bén. Việc gì được giao đến tay họ cũng sẽ nhanh chóng được hoàn tất một cách suôn sẻ. Ngoài ra,
tuổi này sẽ luôn có trong mình phong cách riêng, sống hào phóng và nhiệt tình, sâu sắc, nhanh trí, giỏi giao tiếp, thích phiêu lưu, can đảm, bình tĩnh và ý chí mạnh mẽ. Chính vì vậy, họ rất thích hợp làm kinh doanh, làm việc liên quan đến đầu óc, nhưng cũng vì như vậy mà họ rất dễ bị áp lực về tinh thần. Nhược điểm của tuổi Ất Tỵ là nhớ lâu, thù dai, nên họ có thể nhẫn nhịn rất lâu để chờ cơ hội đáp trả lại đối phương. Tuy tiền vận có vất vả, gập ghềnh, sóng gió, nhưng trung vận sẽ được bù đắp khi được quý nhân phù trợ, giúp sức, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, về hậu vận thì đầy đủ, sung túc. Trải qua một năm 2023 đầy áp lực, khó khăn và cả tiểu nhân quấy phá cản đường, hay những áp lực phải chịu đựng trước đó là rất nhiều, để mãi đến giữa năm 2024, tuổi Ất Tỵ mới có được con đường tài lộc suôn sẻ, hanh thông. Dù là nam hay nữ Ất Tỵ thì trong năm 2024 này cũng được hưởng nốt toàn bộ vận may của cuối trung vận. Ở tuổi 59, vận trình khá hanh thông, nhưng không phải chỉ toàn để hưởng, cũng chẳng phải để chơi, mà để tập trung cho những khởi đầu mới, tạo nên một hậu vận tươi đẹp và hoành tráng nhất. Vì là một năm tương đối quan trọng, đầu tiên Ất Tỵ cần hiểu khi mặt trời chiếu thì càng giữa ngày mới càng chói chang, càng giữa hè mới càng vàng ươm rực rỡ. Nên đầu năm 2024, mọi thứ với Ất Tỵ sẽ chưa hẳn là dễ dàng, nhưng thời điểm giữa năm sẽ là thời thông, thế thuận, với thiên địa nhân hỗ trợ, giúp mọi việc đều được hanh thông. Nhìn chung, trong 3 tháng, năm 6, 7 âm lịch này, mọi việc bắt đầu đi vào guồng, đòi hỏi Ất Tỵ cần có sự tập trung để phát huy ở mức cao nhất. Được cả Tam Hội và Nguyệt Lệnh Lâm Đế Vượng ủng hộ, công việc khởi sắc, làm gì cũng hanh thông, dễ thành công. Cứ kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Sức sáng tạo của bản mệnh cũng được dịp thể hiện, đưa ra nhiều ý tưởng hữu ích cho công việc và được đánh giá cao. Dù là người đang công tác trong cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân thì đều có cơ hội như nhau, miễn là bản thân có sự nỗ lực và cầu tiến. Giai đoạn quan trọng như thế này đừng bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp mà mình đang may mắn sở hữu nhé. Do công việc thuận lợi nên tài lộc cũng theo đó mà khởi sắc, các mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ. Người buôn bán, kinh doanh sẽ rất bận rộn vì ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mở rộng quy mô sản xuất, thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Vận khí vượng nên chuyện tình cảm cũng hứa hẹn có nhiều tin vui bất ngờ. Mối quan hệ lứa đôi càng ngày càng thăng hoa, gia đình vợ chồng hạnh phúc, mọi nút thắt đều được mở ra, khiến tâm tư tuổi này thoải mái, làm gì cũng thấy vui vẻ và thuận lợi hơn. Ngũ hành bản mệnh tương sinh với ngũ hành tháng, giúp tinh thần tuổi Tỵ phơi phới, thể chất ổn định. Hầu như không phải lo lắng điều gì cả, trạng thái tinh thần phấn chấn cũng rất tốt cho những người mới ốm dậy hoặc mới tiến hành phẫu thuật sẽ khôi phục nhanh chóng, cơ thể khỏe mạnh, chẳng mấy chốc mà quay lại với nếp sinh hoạt thường nhật. Sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý vị luận bàn chi tiết về phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của tuổi Ất Tỵ trong tháng 5, 6, 7 âm lịch. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Đầu tiên, xét tử vi sự nghiệp tuổi Ất Tỵ tháng 5, 6, 7 âm lịch. Trong 3 tháng tới, người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 may mắn được cục diện Tam Hội Thái Tuế kết hợp với Nguyệt Lệnh Lâm Đế Vượng che chở, công việc tiến hành thuận lợi, sự nghiệp gặt hái không ít thành công lớn, mang về cả danh tiếng và tiền bạc. Các kế hoạch dù là mới tiến hành hay tái khởi động đều diễn ra trôi chảy. Anh chị không cần quá vất vả nhưng vẫn có thể đạt được kết quả mà mình mong muốn. Nhìn chung, mọi việc bắt đầu đi vào guồng, đòi hỏi Ất Tỵ cần có sự tập trung để phát huy ở mức cao nhất. Sức sáng tạo của bản mệnh cũng được dịp thể hiện, đưa ra nhiều ý tưởng hữu ích cho công việc và được đánh giá cao. Dù đôi khi bản mệnh vẫn có những ý tưởng bốc đồng, song không thể phủ nhận tính đóng góp và nhiệt huyết của con giáp này. Tuổi Ất Tỵ hãy cố gắng và nỗ lực thật nhiều để chớp lấy thời cơ thăng tiến trong 3 tháng quan trọng này nhé. Có như vậy, vận xui phải chịu trong năm nay có thể giảm bớt phần nào. Thời điểm giữa năm này, bản mệnh cứ kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Dù là người đang công tác trong cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân thì đều có cơ hội như nhau, miễn là bản thân có sự nỗ lực và cầu tiến. Giai đoạn quan trọng như thế này, đừng bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp mà mình đang may mắn sở hữu nhé. Do công việc thuận lợi nên tài lộc cũng theo đó mà khởi sắc, các mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ. Người buôn bán kinh doanh sẽ rất bận rộn vì ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mở rộng quy mô sản xuất, thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Tất nhiên, áp lực là thứ không thể thiếu, chẳng có con đường nào thành công trải toàn hoa hồng, song con giáp này dám chấp nhận thử thách để có được thứ mình muốn.
sự xuất hiện của dịch mã động tinh thôi thúc bản mệnh xông xáo, chủ động, tiên phong trong mọi việc. Điều đó đồng nghĩa là những chú rắn sẽ có một tháng bận rộn, nhưng bù lại, có nhiều cơ hội khẳng định tài năng phát triển sự nghiệp. Hơn nữa, con giáp này có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, làm gì cũng chu toàn, nên vận quý nhân khá vượng. Sao hữu bật xuất hiện, anh chị hễ dự tính làm gì thì sẽ thực hiện bằng được, tỷ lệ thành công cao, được cấp trên tin tưởng, giao cho nhiều trọng trách. 2. Tử vi tài lộc tuổi Ất Tỵ tháng 5, 6, 7 âm lịch. Bước sang 3 tháng giữa năm 2024 này, tuổi Ất Tỵ được tài tinh soi chiếu, nên tài lộc của bản mệnh cũng có nhiều khởi sắc, thu nhập chính có dấu hiệu tăng tiến khi các khoản lương, thưởng được điều chỉnh. Ngoài ra, bản mệnh còn có nguồn thu phụ, kinh doanh buôn bán đều có tin vui báo về, các mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ, người buôn bán kinh doanh sẽ rất bận rộn vì ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mở rộng quy mô sản xuất, thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Tháng này có sự ảnh hưởng từ dịch mã động tinh, đồng nghĩa là bản mệnh tất bật, vất vả trong sự nghiệp cũng như công cuộc làm giàu, nhưng bù lại tài lộc càng vượng, chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định, kiếm tiền được nhiều và nhanh hơn. Có điều, trong tháng có họa phá tài, kiếp tài hung thần báo hiệu, con giáp này phải chi tiêu khá nhiều tiền bạc, không phải cho chi phí sinh hoạt thì cũng là những chuyện bất ngờ phát sinh. May mắn là các khoản thu nhập chính, phụ ổn định, nên anh chị có thể trang trải cuộc sống ổn thỏa, song vẫn nên có kế hoạch quản lý tài chính hợp lý, cho vay mượn cần đúng người, đúng việc, chớ nên vì nhẹ dạ mà cả tin, đưa tiền cho những người không xứng đáng. Những người làm kinh doanh cũng nên lưu ý tiến hành mọi thứ theo kế hoạch, thận trọng từng bước một, chứ đừng nhanh ẩu đoảng mà nhận phải cái kết đắng. Về phương diện tình duyên, gia đạo, xem tử vi tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch cho thấy, người tuổi Ất Tỵ được tam hội hậu thuẫn, mang tới nhiều tin vui về đường tình duyên, mối quan hệ xã hội ngày càng tốt đẹp, gia đình, vợ chồng hạnh phúc, trong ấm ngoài êm, mọi nút thắt đều được mở ra, khiến tâm tư tuổi này thoải mái, làm gì cũng thấy vui vẻ và thuận lợi hơn. Đặc biệt, bản mệnh sống rất biết điều, có trách nhiệm và biết chăm lo cho gia đình, nên có thể giúp cả gia đình được bình an và hạnh phúc. Nhìn chung 3 tháng tới này, gia đạo bình ổn, sóng gió nào cũng sẽ qua khi hai vợ chồng đồng lòng giải quyết, vợ chồng con cái hòa hợp, không khí gia đình đầm ấm, yên vui, tạo nền tảng cho bản mệnh phấn đấu trong sự nghiệp. Vận đào hoa của người độc thân dần vượng, nên chủ động hơn trong các mối quan hệ xã giao, sẽ tăng cơ hội gặp được người phù hợp. Còn nếu đã có sẵn đối tượng trong lòng, hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình. Kết quả ra sao cũng không quan trọng, miễn là anh chị đã dám nói ra tâm tư của mình, thì sau này sẽ không còn gì phải hối tiếc. Tử vi sức khỏe tuổi Ất Tỵ trong tháng 5, 6, 7 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, 3 tháng giữa năm này nguyệt lệnh lâm đế vừa ở Tỵ, lại thêm ngũ hành bản mệnh tương sinh với ngũ hành tháng, giúp tinh thần tuổi Tỵ phơi phới, thể chất ổn định, hầu như không phải lo lắng điều gì cả. Trạng thái tinh thần phấn chấn cũng rất tốt cho những người mới ốm dậy hoặc mới tiến hành phẫu thuật, sẽ phục hồi nhanh chóng, cơ thể khỏe mạnh, chẳng mấy chốc mà quay lại với nếp sống sinh hoạt thường nhật. Dù vậy, anh chị vẫn nên hết sức chú ý với sự xuất hiện của dịch mã động tinh, báo hiệu sự tất bật, vất vả không báo trước. Anh chị nên chú ý cân bằng thời gian nghỉ ngơi và làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ, đúng giấc để luôn đảm bảo thể trạng tốt nhất. Lại một lần nữa nhắc nhở tuổi Ất Tỵ cẩn trọng trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Có câu, bệnh từ miệng mà vào, quá trình ăn uống thiếu khoa học là tác nhân chính tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật. Ngoài việc hạn chế ăn hàng quán, bạn cũng nên lựa chọn các loại thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tránh nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm. Nếu là ngộ độc cấp tính bạn sẽ thấy ngay, nhưng là ngộ độc mạn tính phải rất lâu sau mới có thể phát hiện, lúc đó e rằng đã quá muộn. Ngoài ra trong 3 tháng này thuộc tiết khí mùa hạ, hỏa vượng, cơ thể rất dễ suy nhược, cần nghỉ ngơi, tầm bổ nhiều hơn. Khói thuốc là một trong những nguyên nhân gây ung thư phổi hiện nay. Những ai có thói quen hút thuốc lá tốt nhất là nên bỏ. Việc làm này không chỉ khiến bản thân bạn bị hại, mà những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Ất Tỵ. Nhìn chung, người tuổi Ất Tỵ sẽ gặp phải khá nhiều may mắn trong tháng 5 năm 2024 âm lịch. Nhờ có tam hội giúp sức, công việc của bản mệnh tiến triển khá thuận lợi, quan hệ xã giao hài hòa, anh chị gặt hái được nhiều thành công như mong đợi. Trên phương diện sự nghiệp,
anh chị nhận thấy được sự giúp đỡ của quý nhân, đối phương có thể cho anh chị sự giúp đỡ hữu ích mỗi khi anh chị vướng phải khó khăn. Hơn nữa, với tính cách chủ động, dám nghĩ, dám làm, anh chị sẵn sàng thử thách bản thân ở những nội dung mới, từ đó tìm ra phương hướng và cách giải quyết phù hợp với mình. Trên phương diện tài lộc, tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Ất Tỵ âm lịch thấy rằng mọi việc tiến triển đều đều, các mối đầu tư trước đó của anh chị dần thu được lợi nhuận nhất định, bản mệnh hợp tác tốt với đồng nghiệp và đối tác, nên các mâu thuẫn được giảm thiểu, đôi bên luôn trao đổi với nhau trước khi bắt tay thực hiện công việc, nhờ thế mà đồng tiền chảy vào túi ổn định, thậm chí đôi bên còn có thể nghĩ đến việc mở rộng quy mô hợp tác. Phương diện tình cảm có Cát Tinh Thái Dương và Thiên Diêu phù trợ, nên bản mệnh gặp đào hoa rực rỡ, làm việc gì, đi đến đâu cũng tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp, giúp công việc được hỗ trợ rất nhiều. Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình, thì anh chị cần phải chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Quý nhân, Hợi, Ngọ. Tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi Ất Tỵ. Xem tử vi phương Đông, sang tháng Tân Mùi, công việc của người tuổi Ất Tỵ có tiến triển mới nhờ Cát Tinh hỗ trợ. Tuy nhiên, cạnh tranh khó khăn trước mắt vẫn còn nhiều. Yên tâm là quý nhân vượng, kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng sẽ gặt hái được kết quả như ý. Tài lộc có sự thăng trầm, được cũng nhiều mà mất cũng nhiều, chưa thể ổn định, tình hình kinh doanh, buôn bán trong tháng khả quan. Đầu tháng mọi thứ diễn ra khá chậm, nhưng từ giữa tháng vận khí khởi sắc, làm nhiều hưởng nhiều. Tháng có dịch mã ảnh hưởng, càng đi xa thì tài lộc càng vượng, nên chủ động xung phong đi công tác, tìm hiểu thị trường, thứ tài khá ảm đạm, cẩn trọng khi đầu tư. Tình cảm dần ổn định hơn trước, tuy nhiên, một số tuổi Ất Tỵ vẫn phải đau đầu về vấn đề thay đổi cảm xúc, tư tưởng, người đã kết hôn đề phòng tình trạng ngoại tình lừa dối. Sức khỏe bất ổn, thể trạng yếu, cần chú trọng dưỡng sinh, nghỉ ngơi điều độ, nếu có thể đi du lịch để thư giãn tinh thần. Ngoài ra, chú ý an toàn trong sử dụng các thiết bị điện, đề phòng bị điện giật hay xảy ra cháy nổ. Quý nhân, Dậu, Sửu. Tiểu nhân, Thân, Hợi. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi Ất Tỵ. Tin vui nối tiếp tin vui, khi đây lại là một tháng vô cùng vượng phát với Ất Tỵ. Xem tử vi tháng, lâm cục diện lục hợp, vận trình tháng 7 âm lịch của tuổi Ất Tỵ thăng cấp mạnh, sự nghiệp, công việc tiến triển thuận lợi. Mọi khó khăn dần được đẩy lùi, bản mệnh dốc toàn trí lực, dồn toàn bộ tâm huyết để phát triển sự nghiệp, chủ động nắm bắt cơ hội, chắc chắn sẽ có bước đột phá thành công. Đối xử với mọi người chân thành, khoan dung chính là cách có thể biến thù thành bạn, có lợi cho cả chuyện công và chuyện tư. Tài vận khá vượng, nhất là thứ tài, có thu nhập ngoài luồng khá, thích hợp đầu tư. Nguyệt lệnh lâm quan ở Tỵ báo hiệu không chỉ đường công danh thành đạt, mà tài lộc cũng viên mãn. Lại có thêm Hữu Bật và Nguyệt Mã đồng lòng phù trợ, không lo đơn độc một mình trên con đường phát triển sự nghiệp và làm giàu. Sức khỏe được cải thiện hơn trước, đừng để bản thân kiệt sức vì công việc. Phương diện tình cảm cũng không có điều gì đáng lo ngại, gia đạo bình ổn, sóng gió nào cũng sẽ qua khi hai vợ chồng đồng lòng giải quyết. Vận đào hoa của người độc thân đang vượng, nên chủ động hơn trong các mối quan hệ xã giao, sẽ tăng cơ hội gặp được người phù hợp. Quý nhân, Ngọ, Hợi. Tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, nâu, tím. Tiếp theo là vận mệnh của tuổi Ất Tỵ theo tháng sinh. Người tuổi Ất Tỵ vốn tư chất thông minh hơn người, lanh lợi, linh hoạt, biết ứng biến tùy thời cơ. Họ là những người hiểu sự đời, nhìn thấu lý lẽ ẩn giấu bên trong, biết cách để tạo mối quan hệ với mọi người, cũng biết làm thế nào để phát huy thế mạnh của mình. Đặc biệt, tuổi Ất Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc, bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Ất Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Với tài năng như vậy, có lẽ nhiều người đều tưởng rằng người tuổi Ất Tỵ vận mệnh vô cùng tốt đẹp. Tuy nhiên, mỗi người sinh vào tháng sinh khác nhau nên tử vi cũng có sự khác biệt. Sinh vào tháng Giêng, đây là lúc dương khí vượng, vạn vật sinh sôi phát triển. Người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng Giêng là người có nhiều tham vọng và có kế hoạch. Tuy nhiên, họ thường phải xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, dùng chính công sức của mình nên có thể gặp nhiều khó khăn hơn những người khác.
sinh vào tháng 2. Bản mệnh không thích bàn chuyện thị phi và cái xấu trong thiên hạ, thích sự yên tĩnh và ít sóng gió. Do đó, họ ít có khả năng theo đuổi các lĩnh vực kinh doanh rủi ro. Về trung vận và hậu vận được hưởng phúc lộc dồi dào, sinh vào tháng 3. Tháng 3 âm lịch rơi vào tuyết thanh minh, có ảnh hưởng rất tích cực đến tính cách và vận mệnh của những người tuổi Ất Tỵ. Họ là những người có tấm lòng trong sáng, trí óc thông minh, sống ngay thẳng và giàu lòng nhân ái. Trong sự nghiệp, họ có khả năng ứng biến linh hoạt trước mọi tình huống, giải quyết mọi khó khăn trở ngại. Sinh vào tháng 4, họ có tư duy rộng mở, suy nghĩ sâu và rộng hơn những người khác. Bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến, tin tưởng của mọi người bởi tính cách thật thà, sẵn sàng giúp đỡ kẻ yếu. Sinh tháng 5, người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng 5 có công danh, sự nghiệp rực rỡ. Họ có nhiều điểm mạnh và biết cách tận dụng những điểm mạnh này để phát triển và gặt hái giàu sang. Về già an nhàn, quây quần bên con cháu. Sinh vào tháng 6, những người này vừa có đức, vừa có tài. Họ có chuyên môn sâu rộng, tài năng và là người sống tình cảm. Vì vậy, sống bên cạnh họ rất thoải mái, được chăm sóc chu đáo, tế nhị. Sinh vào tháng 7, những người sinh vào tháng 7 đều có học thức, tài năng và trí tuệ đầy mình. Bất kể hướng phát triển nào, nghiên cứu, học thuật hoặc kinh doanh cả đời đều có thể thành công. Sinh tháng 8, nhanh nhẹn, hoạt bát, ưa vận động là đặc điểm của những người tuổi Tỵ sinh vào tháng 8 âm lịch. Họ giàu kinh nghiệm, thích thử thách và kết bạn từ khắp nơi trên thế giới. Sinh vào tháng 9, đây không phải là người thành công nhờ may mắn, bản mệnh nhờ tìm tòi, trải nghiệm, nỗ lực và gặt hái thành quả nhờ vào năng lực của bản thân. Sinh vào tháng 10, tình yêu và cuộc sống hôn nhân của họ tốt đẹp, vợ chồng con cái hòa thuận, gia đình đủ ăn, mặc dù chưa đến mức tiền đầy nhà, nhưng cũng chưa bao giờ phải sống trong cảnh túng thiếu. Sinh tháng 11 âm lịch, số phận sinh ra trong thời tiết lạnh giá, rắn khó kiếm thức ăn, vì vậy cuộc sống đầy gian nan, vất vả, thành công đến với họ thực sự không dễ dàng, đòi hỏi sự quyết tâm và có thể tính chuyện đi xa lập nghiệp. Sinh vào tháng 12, người tuổi Ất Tỵ sinh vào cuối năm có lòng vị tha, nhân ái và biết cảm thông cho người khác. Thời trẻ tuy tốt nhưng khó tìm được cơ hội phù hợp, chung, hậu vận có thể khởi sắc hơn nhiều. Quý vị thân mến, đời người hiểu thấu quy luật 3 và 7 là nắm được hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi tưởng chừng như xa vời, nhưng thực ra nó ở ngay bên cạnh mỗi chúng ta. Đừng mải mê theo đuổi những thứ cao xa, chậm lại bước chân, hưởng thụ từng phút giây của cuộc sống. Cuộc sống tấp nập, hối hả qua đi thật nhanh, mới ngày nào còn lang thang đấy đó, nô đùa với đám bạn. Hôm nay ngoảnh đầu lại nhìn mới thấy mình đã già. Cuộc đời ngắn ngủi, thời gian không đợi người, nhưng đôi khi ta lại mải miết tìm kiếm truy cầu hạnh phúc mà quên đi cách hưởng thụ cuộc sống. Niềm vui và hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản, chỉ là ta đã lãng quên mà thôi. Khi bạn không vui, hãy nghĩ cuộc đời là phép toán trừ và quên là công cụ để thực hiện, loại bỏ đi tất cả những thứ làm ta phiền não. Cớ gì phải tức giận vì những người không đáng. Không mong chuyện cũ, không tính toán ân oán. Ăn một bữa cơm thật ngon, ngủ một giấc thật dài. Thị phi ngày hôm qua, hôm nay tỉnh dậy sẽ là quá khứ. Hãy tiến về phía trước, sống cho hiện tại và tương lai. Khi bạn bất mãn, hãy so sánh mình với người nghèo. Chúng ta sẽ hiểu rằng biết đủ chính là hạnh phúc. So sánh mình với người bệnh, chúng ta sẽ hiểu sống khỏe mạnh chính là hạnh phúc. So sánh với người đã khuất, chúng ta sẽ biết còn sống chính là hạnh phúc. Sống đơn giản, biết coi nhẹ chính là hạnh phúc. Khi bạn so đo, hãy nghĩ đến con người ở trong thế gian. Cũng tựa như bọt xà phòng, thoáng chốc rồi sẽ tiêu tan. Đến thế gian tay trắng, ra đi cũng là tay trắng. Một hạt bụi cũng không thể mang theo. So đo thiệt hơn chỉ có thể làm ta thêm tổn hại. Cái gì của mình ắt sẽ thuộc về mình, không của mình thì tranh giành cũng không được. Con người vốn rất nhỏ bé, sống vô tư, thuận theo tự nhiên thì mới có thể vui vẻ hạnh phúc. Hạnh phúc ẩn sau sự không trọn vẹn. Một chiếc điện thoại đắt tiền, 70% chức năng là không dùng đến. Một biệt thự xa hoa, 70% diện tích là không được sử dụng. Một trường đại học, 70% kiến thức của giáo sư là sinh viên không cần. Đời người cũng vậy, trong 10 phần thì chỉ có thể tìm kiếm niềm vui trong 3 phần. 7 phần còn chính là phải bỏ qua, phải quên đi, phải buông xuống. Hãy sống thật đơn giản để tận hưởng 3 phần thuộc về mình. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây kết thúc. Chúc quý vị và các bạn có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc.